dùm bánh kem này tượng trưng cho sinh nhật của 5 đứa mà 3 năm rồi mới hứa hẹn dữ lắm mới tổ chức lại. Happy birthday Thúy, Thương, Hạnh, Khánh, Xuân. Xuân, đây là một con chuột trong nhóm, cười cái Xuân. Hạnh đang, bơm bong bóng. Hạnh và bạn Hạnh, đây là anh Làng đang bơm bong bóng, chuẩn bị cho bữa tiệc của tối hôm nay. Khánh, đang sắp hình đèn cày hình toàn bộ hình trái tim. Trái tim của 5 đứa. Trời, trái tim của 5 đứa xịn xò quá. Thúy nè, chuẩn bị cho trái cây từ hồi chiều giờ luôn, đổ mồ hôi dễ nhại luôn, để lâu mồ hôi cái nha. Trời ơi. Trời ơi, hai người này là tác nhân gây bể bong bóng. Đi thôi, đi thôi. Đây là những đứa bé rất là dễ thương, hồn nhiên nhí nhảnh. Tới dự là có thể hôm nay toàn bộ những bong bóng. Thật sự rất là xúc động. Từ không